chào tất cả quý cô chú chị Kha nhé. Em thương lên sóng buổi chiều muộn cho cô chú chị Kha nhà mình một gốc hương đá không ba. Cục đây là có nu mọi người nhé. Nu là nu cám em vạc đây. Rác tươi. Nu đây một bên này, đây, chân nu. Nói chung là chân nu là cám là ăn hết mọi người nhé, có hết bên đây. Đấy, chân nu đây. Chỗ nào có chân nu là chỗ đấy là khạp ra đều có nu mọi người nhé. Đây nữa mọi người đấy, nu đây em khai ra rất đẹp. Mặt sau đây, mặt sau đẹp tinh lõi. Đây có một cục đá nhé, kích thước chiều cao mọi người nhé, chiều cao phần thấp nhất đây 51, rộng ở phần giữa bụng đây, từ mép đây qua đây mọi người này 47. Chiều dày nhé, chiều dày thì em đo cái chỗ ủn chỗ này nhé, ủn chỗ giữa bụng này. Được 36 phân, 37 phân chiều dày, đục đẽo là bao đẹp luôn mọi người nhé. Ngang trên đầu đây mọi người, ngang đầu 54 phân trên đầu đây. Phần dưới chân này được 32 rồi, chân nuôi nuôi cá mọi người nhé. Giá thì rất là bình dân. Đấy, đây mọi người này, nuôi đấy, em lấy mấy khạp em khạp đó. Chỗ nào có chân nuôi là chỗ đấy có nuôi. Mặt sau đây, đây ôm một cục đá mọi người nhé. 56 kg. Quý cô chú chị thiện chí với cục này thì liên hệ em Thương nhé. Số điện thoại là 0338918991. Ok, chờ em xíu em ngửa cho mọi người xem nhé. Mặt sau thì ở đây rồi. Đấy, mọi người nhìn này, nu cám rất là đẹp. Đây, nu rất là đẹp. Để đây, để nó vào chắc nó thoát vào mọi người nhé, nhắn thín luôn. Bảy phân, đúng 7 phân mọi người nhé, để ngón tay. Chân nu quá đẹp, 56 cân.